cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại mình tên là Trần Văn Hoàng. Hôm nay tôi sẽ chơi game zombie từ tsunami nhé. Zombie đây này. Đây. Tôi đã hết trò game này rồi. Khi em zombie từ tsunami á, bây giờ tôi sẽ chơi cho các bạn coi. Đây. Để cho các bạn coi. Ui, tôi vào trò này rồi các bạn ơi. Và tôi sẽ chơi. Tôi cho các bạn nhìn rõ hơn này. Tôi mới hát trò game này, tôi cho các bạn coi. Đây. Đấy, nhiều tiền không này? Đấy. Tôi hát trò game trong một giúp app này. App nhưng mà tôi đâu có cướp nít đâu đấy các bạn. Nhưng mà rất là đẳng cấp, tôi sẽ chơi trò màng này đi. Đấy, tôi nhiều hơn, tôi giàu này. Nhưng các bạn phải nhớ ăn cái bom màu vàng, nhưng đừng các bạn đừng ăn bom màu đen nhé. Bom màu đen là thua đấy các bạn. Ừ. Bom màu vàng là thắng đấy các bạn. Đấy. Thấy chưa? Đấy là bom màu vàng đấy các bạn ơi. Tờ để tôi mở quả các bạn. Tôi cho các bạn không nhìn rõ quá. Đấy. Ok, bắt đầu thấy nhìn. Ma vàng đấy các bạn. Được chưa? Giỏi luôn. Ok, và tôi đã nhận được thành công. Bây giờ tôi sẽ chơi cái mảng này đi. Ăn hết luôn, tôi mà hát trò game này này. Hơi bị giàu. Tôi mua cả đống cái con chim mới này. Đấy. Tôi cho các bạn cho đỡ mờ. Đấy. Ui, sòng trôi trời. Đấy các bạn ơi, tôi mà hát trò game này này. Và tôi sẽ vào trong một zoom mua con chim. Đấy, tôi mua tất cả loại con chim nào luôn. Bây giờ tôi kết hợp với con chim này. Con chim này đi, chim nổi loạn nhé các bạn. Đây tôi sẽ kết hợp với con não. Kết hợp với con này. Con này đứa. Đây, tôi để sẵn mua con mới được rồi này các bạn. Đấy. Vậy là kết thúc. Vậy là đã trò chơi này đã video này tôi được hát trò game này hơi vì sướng. Rồi hát trò trong ứng dụng app á, các bạn hãy nhớ hát trò trong Google á, hát trò chơi zombie tờ tsunami á. Zombie tờ tsunami là cái game đó là nổi tiếng lắm các bạn. Các bạn thích chơi game nào thì nhớ comment cho mình bên dưới nhé. Rồi thì tạm biệt các bạn nhé. Nhớ đăng ký cho tôi.